Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game là Zombie Load Left 4 qua nhé bạn. Ok, thì giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào cái tựa này. Thì cái link tải của cái tựa game này mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể vào đó để tải về. Thì phiêu game thì sẽ có một cái tên là Elhen nói gì nữa bạn. Thì đây là khu vực zombie cuối cùng gần cứ nguy hiểm nhất. Và một cái tên nữa là Hudson. Thì nó nói là các bạn, một cái gì đó đã tắt. Chúng tôi đã xóa các hê ma ở đây trước đây, nhưng mà tại sao vẫn còn nhiều điều này còn tại? Ở như này nó xài Google dịch hay sao các bạn? Tại vì đọc nó hơi bị cấn cấn nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ xác nhận. Thì đây là một cái tựa game chiến thuật nha các bạn. Đây thì các bạn sẽ thấy là có ba cái nhân vật nè các bạn, và đi tấn công chiến là zombie. Và sau khoảng gian thì nó ra thêm nhân vật nữa các bạn, và mỗi nhân vật đều sẽ có hai thanh, một cái thanh máu, thứ hai là thanh năng lượng các bạn. Khi bạn đại lượng thì bạn cứ kích vào thì nó sẽ sử dụng tuyệt kỹ của người hùng đó nha bạn. Thì nếu như bạn để kỹ thì những cái viện hùng này nè bạn, thì nó cũng chia theo các phẩm nha bạn, như phần xanh, phần tím, phần đỏ nè bạn. Và mỗi viện hùng đều sẽ đứng những cái vị trí nhất định, và có thể là sau này thì bạn có thể sẽ sắp xếp nha bạn. Và nó cũng sẽ chia ra theo lần các phẩm, các hệ nha bạn. Là đây các bạn, đây là năm hệ các bạn. Hệ điềm tĩnh các bạn, hệ lửa, hệ tấn công, hệ thận trọng và hệ điên rồ nhé các bạn. Thì mỗi hệ sẽ tương sinh tương khắc lại với nhau. Và tựa game này thì có hỗ trợ tiếng Việt nha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ được đưa đến cái căn cứ này nè các bạn. Tựa game này giống như những cái tựa game chiến thuật có theo RPG khác thôi các bạn. Lấy đề tài zombie với đồ họa 3D và giao diện màn hình ngang khá là đẹp mắt các bạn. Ở đây thì các bạn cũng tiến hành xây dựng căn cứ của mình và tiến hành xây dựng cái đội của mình và đi tấn công những cái lũ zombie thôi các bạn. Thì trong quá trình tấn công các bạn, thì bạn có thể chỉnh tốc độ như 2 hoặc là chỉnh, và khi bạn có nổ thì bạn có thể chỉnh tự động hoặc là các bạn tự tự kích hoạt nha các bạn. Thì những con quái zombie sẽ tấn công các bạn. Và sau đó thì các bạn cũng sẽ có những cái bộ anh hùng mới nha các bạn. Thì anh hùng thì nó sẽ có khá là nhiều chủng loại với những cái trang phục khác nhau và có bộ kỹ năng khác nhau cũng như là sức mạnh nội tại khác nhau nha các bạn. Như đây là anh hùng dao của mình nha các bạn. Có biệt kỹ là đặc công cũng như là tập trung kỹ năng nha các bạn, thuộc tính. Còn đây là những cái kỹ năng với 4 kỹ năng. Thì mới đầu thì nó chỉ mở khóa một kỹ năng, thì sau đó thì bạn phải tiến hành nâng lên thì mới thể thêm một kỹ năng nữa nha bạn. Ok, thì giờ thì chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ thì có hai loại nhiệm vụ nha bạn. Thứ nhất là nhiệm vụ cốt truyện, hai là nhiệm vụ hàng ngày. Thứ ba là nhiệm vụ thành tích. Thì thành tích đó thì mình sẽ bỏ ra không gọi nó nhiệm vụ nha các bạn. Và ở đây thì sẽ có những cái công trình đó các bạn. Các bạn sẽ có rất là nhiều những cái công trình như thế này. Thì mỗi công trình nó sẽ được đồ họa khá là kỹ lưỡng. Và các bạn phải nâng cấp công trình lên để có thể là có thêm nhiều tính năng mới.
Và sau khi các bạn hoàn thành một chương, tức là một nhiệm vụ đó, nó sẽ mở ra chương mới và các bạn có thể đi khám phá những cái vùng đất mới nha các bạn. Các bạn sau khi các bạn khám phá những mới thì các bạn tiến hành đi làm theo những cái nhiệm vụ mà đi làm theo những cái nhiệm vụ yêu cầu nha các bạn. Đây nha các bạn, và các bạn tiến hành bảo bảo vệ những cái vùng bảo vệ vương quốc của mình nha các bạn khỏi tấn công zombie, khỏi sự tấn công của những cái lũ zombie cũng như là bạn người chơi khác. Thì sẽ có thêm rất là nhiều những cái tính năng mới mở ra khi các bạn lên những cái chương mới nha các bạn. Sản xuất, thu thập và thu thập là những cái chính để có được nguồn lực. Bạn phải có tài nguyên từ bạn người sống sót khác nha các bạn. Xong rồi. Sau cái khúc này nó bị đứng rồi các bạn. Như khúc này nó hơi bị lâu. Hiện này các bạn tua qua một chút nha các bạn. Thì cái link tải của cái tựa game này nữa các bạn, thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn có thể vào đó để tải về. Thì nó sẽ bao gồm link tải Android nữa các bạn, là link CS Play và link tải cài đặt APK. Thứ hai là lên tải cho iOS. Và tựa game này thì có hỗ trợ tiếng Việt các bạn. Cuối cùng thì nó cũng đã tải xong. Thì tổng cộng là sẽ có 5 vị tướng như thế này nữa bạn. 5 vị tướng nha bạn. 5 vị anh hùng, tối đa 5 vị thôi bạn. Và bạn có thể đảo những cái viền hồng lên trước sau hay lên giữa gì đó tùy ý các bạn. Và nó sẽ có 5 hệ này nữa bạn, như nãy thì mình nói. Thì khi mà những cái hệ này ra chọn, có cùng hệ ra chọn thì nó sẽ kích hoạt thêm những cái chỉ số bớt. Giờ thì mình sẽ tự động lựa chọn và tiến hành đi khám phá. Thì khi khám phá thì bạn sẽ tốn hai lực nha các bạn. Nhưng mà trong trận đấu thì mình thấy thì nó không thể xoay chuyển 180 độ hay 360 độ để cho mình theo dõi trận đấu được, mà nó bị góc chết các bạn. Nó thiết lập góc chết tức là đứng yên một chỗ, không thể nào di chuyển được. Nên là khi gọi 21 thì nó sẽ cho xoay 360 độ nha các bạn. Tại vì đây là một cái tựa game 3D nhưng mà nó lại không cho mình di chuyển xem những cái thứ xung quanh. Ok, giờ thì mình đã hoàn thành xong một chương nữa nè bạn. Giờ thì tới cái chương 4 thôi các bạn. Tới cái ải 21 các bạn. Thì mỗi chương và mỗi lần vượt qua một ải, ải 2, ải 3 các bạn, chứ không phải là 21, ải 2 nha các bạn, là nó sẽ đổi một cái khu vực như thế này, đổi map xung quanh như thế này các bạn, để tránh lặp lại, tránh nhàm chán các bạn. Và nó cũng theo cốt truyện khá là nhiều, thì tựa game này thì khá là sắc các bạn. Và các bạn có thể xem nghe những cái phần
nhạc nền cũng như là những cái phần hiệu ứng âm thanh đó bạn, thì khá là đặc sắc. Như là phần nhạc nền thì khá là kịch tính các bạn, hiệu ứng âm thanh thì khá là xuất sắc khi mà nó cho thêm những cái tiếng súng các bạn hay tiếng di chuyển các bạn. Glad Ngoài ra thì còn có thêm những cái hoạt động dành cho tân thủ như là món quà 7 ngày nè các bạn, hay là hành trình tận thế, hay là những cái gối nạp các bạn, hay là những cái sự kiện nóng nha các bạn. Đây là những cái hòm thư nữa bạn, mình sẽ nhận hết tất cả các món quà. Là hệ thống, đây là túi đồ của mình các bạn có thể sử dụng. Còn đây là những cái anh hùng thì các bạn có thể tăng cấp nè các bạn, cách là tăng có thể tăng cấp như nâng cấp này nè bạn nâng cấp đặc công hoặc sân bắc lên hạng các bạn, nâng sao tăng kỹ năng nữa nha bạn. Này cũng vậy, cũng có thể lên hạng nha bạn, Patience is virtue. lên sao ở xin bạn xin lỗi bạn lên cấp. Đây là cái hoạt động. Còn đây là các bạn có thể xem những cái thông tin của mình là tài năng nữa bạn huy chương và xếp hạng đội quân. Còn ra cài đặt các bạn có thể thay đổi ngôn ngữ nha bạn, đây là khu vực chat các bạn có thể dịch ra những cái dòng chat này ra tiếng Việt. Và đây là những cái công trình, sẽ có rất nhiều công trình bao gồm công trình kinh tế, kinh trình quân đội và khung cảnh xung quanh. Ok. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu như các bạn thấy hay và chia sẻ cho bạn bè cùng biết nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Rồi xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.
nó đã mở thêm một cái vùng đất mới nữa các bạn.